bạn đến với chương trình Khảo sát 100. Chúng ta hãy bước vào vòng thi thứ nhất và câu hỏi đầu tiên. Đây là câu hỏi trong cuộc khảo sát 110, có 6 đáp án trên bảng. Số điểm của mỗi đáp án cũng chính là số người trả lời các đáp án đó. Câu hỏi chúng tôi như sau. Kể tên một thứ mà đa số phụ nữ rất thích còn đa số đàn ông thì không? Đồ trang sức. Có hay không ạ? Hay lắm. Nội trợ. Hãy xem có hay không. Rất chính xác. Bạn nói là ăn vặt. Có hay không? Quá hay. Đúng là phụ nữ cũng thích buôn chuyện hơn đàn ông phải không ạ? Có không bằng điểm? Xuất sắc. Váy đầm. Có không nào bằng điểm? Quá đỉnh. Bạn nói rằng phụ nữ thích mỹ phẩm hơn đàn ông. Câu trả lời quá hợp lý. Kết quả khảo sát. Quá xuất sắc. Đây cũng chính là câu trả lời có số điểm cao nhất cho câu hỏi này. Vâng, chắc chắn đầu tiên phải là mỹ phẩm và làm đẹp phải không ạ? Và đó là tất cả đáp án khảo sát của câu hỏi này. Xin chúc mừng, bạn đã trả lời rất xuất sắc. Kết thúc vòng thi thứ nhất, kết quả như sau. Hãy bước vào hành trình học ngoại ngữ cùng Duolingo. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ hai với số điểm liên đôi. Người ta có hành động hay biểu hiện gì khi xúc động? Kết quả khảo sát. 10 người đồng tình. Rất hay. Để xem có hay không. Câu trả lời rất hay. Im lặng. Hãy xem có hay không. Quá chính xác. Bạn nói la hét. Có hay không ạ? Quá xuất sắc. Có không bằng điểm. 4 người đồng tình. Rất tốt. Có hay không bằng điểm. 46 người đồng tình. Rất tốt. Đây cũng chính là ý kiến được nhiều người nghĩ đến nhất trong cuộc khảo sát. Vâng, bạn chơi rất hay và đã mở hết tất cả đáp án của câu hỏi này. Xin chúc mừng bạn. Điểm số của bạn sau 2 vòng như sau. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng với số điểm lên 3. Khi trưởng thành, ta không lặp lại hành động nào mà khi còn nhỏ đã làm. Để xem có hay không. Chính xác. Xin mời bảng điểm. Rất chính xác. Có hay không ạ? Chính xác, 10 người trả lời. Hãy xem có hay không. Quá xuất sắc.
Kết quả khảo sát. 5 người đồng tình, rất hay. Có hay không? Quá đỉnh. Xin chúc mừng, bạn trả lời rất hay và đã mở hết tất cả kết quả khảo sát của câu hỏi này. Chúng ta hãy xem sau 3 vòng thi, bạn có giành được quyền vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng, bạn đã giành được quyền vào vòng đặc biệt. Chào đón quý vị trở lại chương trình ở phòng thi đặc biệt. Ở vòng thi đặc biệt này, bạn có 60 giây để trả lời 5 câu hỏi. Nếu bạn chưa trả lời được ngay câu hỏi nào, hãy cho qua và tôi sẽ lặp lại khi còn thời gian. Sau 2 lượt trả lời, nếu đạt được 200 điểm, bạn sẽ là người chiến thắng. Và bây giờ, hãy cùng bước vào vòng thi đặc biệt. Đôi khi vào ban đêm, bạn ra ngoài tìm món ăn gì? Kể tên loài thú mỗi lần sinh ra một đàn hoặc một bầy con. Người ta thường tạo dáng cho loại cây nào? Ngoài hoa cúc, hãy kể tên một loài hoa khác có màu vàng. Môn thể dục thể thao nào cả nam và nữ có thể cùng nhau chơi? Sau lượt thi đầu tiên ở vòng thi đặc biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên, đôi khi vào ban đêm bạn ra ngoài tìm món ăn gì? Và bạn nói rằng, bạn nghĩ là hủ tiếu. Số điểm, 23 điểm, câu trả lời rất hay. Tiếp theo, chúng tôi hỏi, kể tên loài thú mỗi lần sinh ra một đàn hoặc một bầy con. Bạn đã nói là, số điểm, 28 điểm, rất tốt. Chúng tôi hỏi, người ta thường tạo dáng cho loại cây nào? Bạn đã trả lời, kết quả, 20 điểm, số điểm khá cao. Chúng tôi đã hỏi, ngoài hoa cúc, hãy kể tên một loài hoa khác có màu vàng. Và bạn trả lời, bạn nói là, hoa mai. Khảo sát, 32 điểm, số điểm tiếp theo, chúc mừng bạn. Và câu cuối cùng, môn thể dục thể thao nào cả nam và nữ có thể cùng nhau chơi? Bạn đã nói, câu trả lời của bạn là, chạy bộ. Số điểm, 25 người trả lời. Bạn trả lời rất hay. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành xuất sắc phần thi thứ nhất với số điểm rất cao. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào lượt thi đấu thứ hai. Lượt thi đấu thứ hai của vòng thi đặc biệt bắt đầu. Đôi khi vào ban đêm bạn ra ngoài tìm món ăn gì? Kể tên loài thú mỗi lần sinh ra một đàn hoặc một bầy con. Người ta thường tạo dáng cho loại cây nào? Ngoài hoa cúc, hãy kể tên một loài hoa khác có màu vàng. Môn thể dục thể thao nào cả nam và nữ có thể cùng nhau chơi? Ngoài hoa cúc, hãy kể tên một loài hoa khác có màu vàng. Sau 5 câu hỏi ở lượt thi thứ hai, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi thứ nhất, đôi khi vào ban đêm bạn ra ngoài tìm món ăn gì? Và bạn trả lời là, khảo sát. Câu một điểm. Ở câu hỏi này, câu trả lời được nhiều người đồng tình nhất cũng chính là câu trả lời của bạn, hủ tiếu, 23 điểm. Câu số 2, chúng tôi hỏi, kể tên loài thú mỗi lần sinh ra một đàn hoặc một bầy con. Và bạn đã nói là, khảo sát. 12 người đồng tình. Với câu hỏi này, ý kiến có nhiều người trả lời nhất cũng chính là ý kiến bạn đã nói, heo, 28 điểm. Câu số 3, chúng tôi hỏi, người ta thường tạo dáng cho loại cây nào? Bạn trả lời, cây nào? Số điểm, 8 người trả lời.
Câu hỏi số 4. Ngoài hoa cúc, hãy kể tên một loài hoa khác có màu vàng. Bạn đã trả lời là... Hãy xem có bao nhiêu người nghĩ như bạn. 9 điểm. Câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này cũng chính là câu trả lời bạn đã đưa ra. Hoa mai, 32 điểm. Và câu hỏi số 5. Môn thể dục thể thao nào cả nam và nữ có thể cùng nhau chơi? Và bạn nói là... Cầu lông. Số điểm. Điểm số rất cao. Với câu hỏi này, câu trả lời có số điểm cao nhất cũng chính là câu trả lời bạn đã nói. Cầu lông, 35 điểm. Như vậy, bạn đã vượt qua được câu